Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, do khối không khí lạnh đang suy yếu lệch đông nên mưa rắc ở miền Bắc đang có dấu hiệu giảm dần. Từ ngày hôm nay, miền Bắc bắt đầu có xu hướng tăng nhiệt trở lại. Toàn miền Bắc Bộ trời khô ráo hơn. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn vẫn duy trì ở khu vực phía đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, nền nhiệt đêm nay có xu hướng tăng nhẹ. Thấp nhất ở khu vực vùng núi phía Bắc tăng lên trên 12 độ. Vùng đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng tăng lên ở mức từ 14 đến 15 độ. Sang đến ngày mai, các tỉnh thành phố phía đông Bắc Bộ chỉ còn có mưa rải rác vào buổi sáng sớm, đến trưa chiều trời khô ráo. Các tỉnh vùng núi và Trung Du trời còn giảm mây hứng nắng nhẹ, nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 18 đến 21 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, ngày mai trời không mưa, có nắng. Nền nhiệt như tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hay là Hà Bình sẽ tăng lên mức từ 24 đến 27 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, khối không khí lạnh yếu đi, thời tiết miền Trung cũng có chuyển biến tốt, tăng dần từ Bắc vào Nam. Ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, từ đêm nay mưa cũng giảm nhanh. Đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Dự báo sang đến ngày mai trời hứng nắng với nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 18 đến 21 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm. Đến trưa chiều cũng trời hứng nắng nhẹ, nhiệt độ ngày tăng lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ. Phần từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng ráo nên mức nhiệt trong ngày tiếp tục ở ngưỡng cao từ 28 đến 33 độ. Lưu xuống khu vực phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục với thời tiết mùa khô, ngày nắng sớm và kéo dài cho đến chiều muộn, làm cho nền nhiệt ngày ở hai khu vực này đều tăng cao. Ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều với mức nhiệt cao từ 32 đến 35 độ. Điều đáng lưu ý là hai khu vực này về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Chuyển sang thời tiết trên biển. Khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Với khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 và có mưa vài nơi. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió Đông Bắc cấp 3 trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Sáng đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Trời rét có nơi rất đậm, rất hại, riêng Điện Biên, Tây Châu, đêm trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Sáng đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Vùng núi và Trung Du đêm rất đậm, rất hại, với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 16 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 14 đến 17 độ, phía Nam từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 18 đến 21 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 đến 30 độ, phía Nam từ 30 đến 33 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3.
với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.